Xin chào anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với channel One Billion, nơi cập nhật thường xuyên những thông tin về chapter mới, kèm theo đó là một vài giả thiết vô cùng thú vị trong One B. Quay trở lại chủ đề chính trong video hôm nay, với việc tuần này không có chapter mới, thì những thông tin có liên quan đến chapter tiếp theo 1074 đang trở nên vô cùng hot. Đặc biệt là những thông tin ở bên trong hòn đảo hết, có liên quan đến cuộc chạy trốn của tiến sĩ Vegapunk cùng với Luffy và bàn khai tạc của Rom. Kèm theo đó là sự xuất hiện của viện ngôi lỗ tinh Satoon khi đang đi cùng với đô đốc Kizaru truy bắt Luffy và bàn khai tạc của Rom. Và tôi cũng đã có video dự đoán về chapter tiếp theo 1074 mới nhất này. Tuy nhiên, mới đây đã có một vài thông tin có liên quan đến chapter tiếp theo 1074, cùng với đó là lịch phát hành chính thức của chapter này. Ngoài ra, những biên tập viên của chapter cũng đã có những lời nhận xét vô cùng thú vị sau khi xem xong toàn bộ những thông tin chi tiết của chapter. Và đối với tôi, đây được xem là những thông tin đầu tiên của One Piece chapter 1074. Vậy cho nên, nó khiến tôi ngay lập tức phải làm video này cập nhật tin tức đến với anh em. Còn như thế nào thì mời các bạn xem hết video này nhé. Đầu tiên, chúng ta sẽ đến với lịch phát hành chính thức của chapter 1074. Theo đó, bản spoiler thông tin nhanh One Piece chapter 1074 sẽ được công bố vào ngày 6 hoặc ngày 7 tháng 2 năm nay. Còn những thông tin chi tiết và đầy đủ cũng như bản RAM của chapter này sẽ được phát hành 2 ngày sau đó, tức ngày 9 hoặc ngày 10 tháng 2. Và bản phát hành chính thức sẽ được xuất bản vào ngày 13 tháng này. Tiếp theo, chúng ta sẽ đến với gợi ý đầu tiên của chapter. Theo đó, hình ảnh hai chiếc đồng hồ cát xuất hiện. Nó làm tôi nghĩ ngay đến những diễn biến đang xảy ra ở bên trong hòn đảo hết, có liên quan đến quá trình chạy trốn của Vegapunk cùng với Luffy. Khi mà Luffy cùng với bàn hải tặc của Rom đang chuẩn bị ra khơi thì đột nhiên tiến sĩ Vegapunk mất tích. Rất có thể Bonnie cũng như vậy. Và trong bản dịch gấp của nhà phát hành bên Nhật Bản thì thật sự tiến sĩ Vegapunk đã mất tích. Với việc đưa ra thông tin này thì có thể thấy Vegapunk cùng với Bonnie đang ở một nơi nào đó chưa được Luffy và Chopper tìm thấy. Và với những gì xảy ra ở chapter 1072 trước đó thì gần như chắc chắn cả hai đang chìm trong ký ức của Kuma. Và Luffy sẽ không bao giờ rời khỏi hòn đảo hết mà không có sự có mặt của tiến sĩ Vegapunk. Và Luffy sẽ không bao giờ thất hứa với vị tiến sĩ này. Bởi trước đó Luffy đã hứa với Santo Madara rằng mình sẽ đưa tiến sĩ Vegapunk đi cùng dù bất cứ chuyện gì xảy ra đi chăng nữa. Tiếp theo là những thông tin đến từ chính những biên tập viên của chapter này. Theo đó, sau khi xem xong toàn bộ những thông tin chi tiết của chapter 1074 thì những biên tập viên của chapter này đã nói rằng điều gì đang chờ đợi băng hải tặc của Rom ở vùng biển đầy sóng gió này. Với việc đưa ra thông tin này thì có thể thấy cũng giống như chapter 1072 và chapter 1073 trước đó, chapter tiếp theo 1074 tiếp tục sẽ là một chapter siêu kinh điển. Bởi ba chapter liên tiếp, những biên tập viên của chapter đều nói những lời tương tự như vậy. Có lẽ điều mà tôi mong muốn ngay lúc này chính là sự xuất hiện của đô đốc Kizaru cùng với vị ngũ đấu tinh Satoon ở bên trong hòn đảo hết. Bởi tôi cho rằng Oda đang cố tình kéo dài thời gian để cho đô đốc Kizaru cùng với vị ngũ đấu tinh Satoon chạm mặt với Luffy và bằng hành tập của Rom. Khi mà mới đây Oda cũng đã chính thức xác nhận Vegapunk thật sự đã mất tích. Nếu đúng như vậy thì thật sự sẽ vô cùng hấp dẫn, khi mà gần như chắc chắn đô đốc Kizaru sẽ đối đầu với Zoro và Sanji, đặc biệt là Zoro, kiếm sĩ bằng hải tặc của Rom. Bởi trong số tất cả những đô đốc hải quân thì đô đốc Kizaru là người đem lại nhiều nỗi đau nhất cho Zoro. Ví dụ điển hình là những gì mà đô đốc Kizaru đã làm với Luffy và bằng hải tặc của Rom tại quần đảo Sabaody hai năm trước. Nếu không có sự xuất hiện kịp thời của vua bóng tối Rayleigh thì có lẽ Zoro, kiếm sĩ bằng hải tặc của Rom, đã chết dưới tay đô đốc Kizaru tại quần đảo Sabaody hai năm trước. Trên đây là lịch phát hành chính thức của One Piece chapter 1074, cùng với đó là một số thông tin đầu tiên của chapter đến từ chính nhân viên tập viên của chapter này. Tôi hy vọng anh em sẽ thích video này. Đừng quên like, đăng ký kênh để tiếp tục ủng hộ mình nhé. Cảm ơn anh em rất nhiều. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.